Xin chào các bạn Hôm nay tôi sẽ quay trở lại với các bạn cùng với một trò thuật vui về toán học Thì trò thuật lần này là trò thuật số 3 Tôi tạm thời đặt tên cho nó là một trò thuật Đó là điều khiển hành động của người khác Dựa vào sự chỉ định của mình Tức là chúng ta có thể dựa vào sự tính toán của toán học để chúng ta bắt người nào đó phải làm một công việc theo sự chỉ định của chúng ta. Và để chuẩn bị cho trò thuật này thì rất đơn giản. Ta chỉ cần một bộ bài bất kỳ. Và cái thứ hai là ở đây. Ở đây chúng ta có một cái phong bì. Và trong phong bì này nó có một tờ giấy. Trong tờ giấy này đã viết sẵn một nội dung và tôi gọi cái nội dung này là nội dung tiên tri tức là chúng ta có thể đoán trước được tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào thì khi biểu diễn trò thuật này chúng ta sẽ để cái phong bì này ở phía trước mặt chúng ta và chúng ta giới thiệu với khán giả đây là nội dung tiên tri mà lát nữa nó sẽ xảy ra ở trong tương lai thì chúng ta sẽ để nó xuống mặt bàn và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trò thuật này như sau thì đầu tiên tôi sẽ minh họa như thế này như các bạn biết rằng ở trong một cái lớp học của một cái trường phổ thông thông thường là chia ra làm bốn tổ bốn tổ thì tôi cứ coi như danh sách ở trên màn hình mà chúng ta đang nhìn đây là tất cả là có 9 người thì ứng với 9 người này chúng ta cứ coi đây là 9 thành viên trong một tổ của một lớp tại một trường trung học cơ sở. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái công việc đó là bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên để tìm ra một người sẽ phải làm công tác là dọn vệ sinh của lớp cho cái ngày mai. Và trước khi mà chọn ra cái người làm công tác dọn vệ sinh cho ngày mai thì tôi cũng thông báo trước cho toàn bộ các bạn đó là ngày hôm trước cả tổ đã bốc thăm và đã chọn được ra một cái người làm công tác dọn vệ sinh đó chính là cái bạn có tên là hoàng chủ tịch này như vậy ngày hôm trước là bạn hoàng chủ tịch đã làm công tác dọn vệ sinh của lớp rồi và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện bốc thăm để tìm ra một thành viên xem hôm nay chúng ta sẽ bốc thăm vào ai và người đó ngày mai sẽ phải làm công tác dọn vệ sinh của lớp học và bây giờ chúng ta cùng thực hiện như sau à, chúng ta sẽ lấy cái bộ bài này chúng ta đưa cho các thành viên ở trong tổ xáo trộn theo một thứ tự bất kỳ tùy ý thành viên nào xáo trộn cũng được và bao giờ họ nói dừng thì chúng ta sẽ lấy lại cái bộ bài này. Và chúng ta sẽ xòe bài ra. Sau đó yêu cầu yêu cầu cho các bạn đại diện cho tổ chọn ra bốn lá bài bất kỳ. Tôi giả sử chọn là bốn lá bài bất kỳ. Đây là thứ nhất. Thứ hai. À, thứ ba. Thứ tư. Như vậy là Rõ ràng cái việc mà chọn ra bốn lá bài này là hoàn toàn là ngẫu nhiên, chọn làm sao cũng được. Sau đó chúng ta sẽ lật bốn lá bài này lên. Ta lật bốn lá bài này lên. À, thì bây giờ ta sẽ quy ước như sau. À, cái lá bài này ví dụ như lá đây là lá 8 cơ thì ta quy ước đây là 8 điểm, lá át thì quý ước ở đây là một điểm. 5. tép thì quý ước đây là 5 điểm. Và tương tự ở đây 8 rô thì quý ước đây là 8 điểm. Còn nếu như mà chúng ta mà bốc vào những cái lá bài đặc biệt ví dụ như từ 10 này, Di. Q, K thì chúng ta coi đó là 0 điểm. Vậy thì ở đây chúng ta có một số có bốn chữ số đó là 8158. Bây giờ tôi sẽ lấy dây nháp ra để chúng tôi thực hiện. Chúng ta có cái số bốn chữ số đó là 8158. Đây là một số tự nhiên có bốn chữ số được hình thành bằng cách là chúng ta bốc ngẫu nhiên bốn lá bài bất kỳ trong bộ bài. Sau đó ta sẽ xáo trộn bốn lá bài này theo một thứ tự tùy ý muốn xáo trộn như nào tùy chúng ta cái công việc mà xáo trộn bốn lá bài này chúng ta có thể đưa cho các thành viên ở trong tổ tùy ý xáo trộn sau đó đưa cho chúng ta thì lúc này ta sẽ được một số mới đó là 5818 5818 Rồi bây giờ tôi tạm thời bỏ đi bốn lá bài này sang một bên Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta tính toán như sau. Ở đây chúng ta có hai số, mỗi một số có bốn chữ số. Chúng ta sẽ dùng máy tính, chúng ta lấy số lớn trừ đi cho số bé. Như vậy chúng ta sẽ tính như thế này. 8.158 tấn máy tính. 8158 trừ đi

0. Như vậy chúng ta được đáp số là 2340. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy tổng các chữ số của cái số có bốn chữ số đáp số này chúng ta cộng với nhau. Thì tức là chúng ta có phép tính là 2 cộng 3 cộng 4 cộng 0. Chúng ta ấn máy tính hoặc chúng ta nhầm cũng được. 2 cộng 3 cộng 4 cộng 0. Đó. 2 cộng 3 cộng 4 cộng 0. Và chúng ta được đáp số là 9. Thực ra phép tính này rất đơn giản. Chúng ta nhầm cũng được. Không nhất thiết phải ấn máy tính. Như vậy là bằng 9. Và chúng ta để máy tính sang một bên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm như sau. Chúng ta sẽ nói rằng tất cả những con số mà chúng ta vừa tính toán đây là các con số hoàn toàn ngẫu nhiên do một cái sự chọn lựa của các thành viên trong tổ hoàn toàn ngẫu nhiên và sau khi tính toán chúng ta ra đáp số là số 9. Và chúng ta lấy số 9 này để làm cơ sở để chọn ra một người sẽ làm công tác dọn vệ sinh cho ngày mai của tổ. Quay trở lại với danh sách của tổ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tính từ vị trí số 1 là bạn có tên là bạn Đạt Hip. Bạn này chúng ta cứ tạm gọi đây là tổ trưởng của tổ này đi và chúng ta sẽ đếm. Ta đếm bao giờ đến vị trí thứ 9, chúng ta sẽ dừng lại xem nó rơi vào bạn nào bắt đầu ta đếm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy theo như sự bốc thăm một cách ngẫu nhiên thì chúng ta đã chọn được ra thành viên của tổ mà sẽ phải làm công tác dọn vệ sinh cho ngày mai đó chính là thành viên mang tên là hoàng chủ tịch và bây giờ sau khi chọn xong chúng ta sẽ mở cái phong bì tiên tri ra để chúng ta xem đây là phong bì tiên tri tức là nó đoán trước sự việc trong tương lai chúng ta mở ra và ở trong phong bì này có ghi trước là người phải dọn vệ sinh lớp hôm nay là hoàng chủ tịch xin chia buồn cùng thánh nhọ nhé đó như vậy đây là một cái trò thuật mà chúng ta có thể à, điều khiển cái hành động của người khác theo như cái sự tính toán của mình sau đây tôi xin chia sẻ cho các bạn bí kíp của cái trò thuật toán học này Thế thì từ một cái bộ bài 52 lá bài chúng ta bốc ngẫu nhiên ra 4 lá bài thì chúng ta luôn luôn thu được một cái số tự nhiên có 4 chữ số. Nếu như chúng ta bốc vào trường hợp đặc biệt đó là chúng ta bốc ra 4 lá át, 4 lá 2 hoặc 4 lá 3, 4 lá 4 vân vân thì trong tình huống đó chúng ta sẽ thu được một số tự nhiên có 4 chữ số giống nhau. Nếu như gặp tình huống mà quá đặc biệt như vậy thì chúng ta nên xáo trộn và bốc lại chứ không để tình huống đặc biệt đó xảy ra như vậy nó tâm lại thì chúng ta luôn luôn thu được một số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau sau đó chúng ta sẽ đi à, xáo trộn các lá bài đó ta sẽ thu được một số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau nữa vậy tất cả là chúng ta có hai số hai số tự nhiên mà mỗi một số có bốn chữ số khác nhau thì trong hai số này luôn luôn có một số lớn một số nhỏ thì chúng ta sẽ làm phép tính lấy số lớn trừ đi số nhỏ và sau khi được đáp số ta sẽ lấy tổng các chữ số của cái số cuối cùng này chúng ta cộng vào với nhau thì nó có một cái quy tắc như thế này khi chúng ta cộng các chữ số của đáp số này vào với nhau chúng ta luôn thu được một kết quả mà kết quả này nó là một số là bội của 9 nó có thể ra là 9 có thể ra 18, có thể ra là 27, tức là luôn luôn là bội của 9. Chính vì thế ta thu được một số luôn luôn là bội của 9. Vậy thì chúng ta sẽ đếm bắt đầu từ số 1 trở đi, đếm theo vòng tròn sang bên phải, tức là theo chiều cùng chiều kim đồng hồ như thế này. Thì kết quả dừng lại luôn luôn ở vị trí số 9. Cho nên là chúng ta sẽ ép cho cái người ở vị trí số 9 này luôn luôn làm cái công việc mà chúng ta chỉ định thì đây là trò ảo thuật mà chúng ta đang cứ ứng dụng vào cái việc của phân công nhiệm vụ cho một thành viên nào đó à, bạn có thể sáng tạo thêm tùy theo mục đích của các bạn ở à, trong cái trò thuật này thì chúc các bạn sẽ thành công với trò thuật này và hẹn gặp lại ở các video lần sau Xin chào